Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Syria đang tìm cách mua thời gian, tin từ Istanbul. Thủ tướng Tayyip Erdogan nói rằng ông không tin là Tổng thống Bashar al-Assad sẽ trao các kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế. Chấp nhận đề nghị của Nga là chiến thuật mua thời gian và sẽ thực hiện những vụ tàn sát mới. Trong thời gian qua, chế độ al-Assad đã từng nhiều lần hứa hẹn nhưng không bao giờ thực hiện lời hứa. Chính phủ al-Assad đã tuyên bố chấp nhận chương trình của Nga trao các kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế kiểm soát để tránh bị Hoa Kỳ tấn công. Một ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc tuyên bố trong ngày hôm qua là đã có 8 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trong thời gian 2 năm qua và 7 vụ tấn công đã được xác định là do lực lượng al-Assad thực hiện.